xem nó có ra. Mình đang đi cái chương trình thăm một cái điểm mà cũng không có xa lạ lắm với người địa phương, nhưng mà còn xa lạ với cả người tỉnh khác. Ở Hạ Long, bán kính khoảng 20 cây. Đây là mình vừa xuống xe, đây là quanh cái khu vực thuộc Hoành Bồ của Hạ Long. Chúng ta đến với một điểm ngắm cảnh và tắm suối là suối Tiên, cách trung tâm của Hạ Long khoảng 15 cây. Đây là khu vực thuộc xã Vũ Bài. Ông ăn xong rồi mẹ ông ngồi nước gà ông chơi xong rồi ông tập tràm như này mà. Lò quanh đây. Lò đây. Đây là bãi tắm một của khu vực suối Tiên, ngoài Hoành Bồ. Chào quý khách đến khu suối Tiên, một suối Tiên của Hoành Bồ.